Đẹp mọi người nhé, ngắm cái gì mai nữa. Cây này rất sâu lắm, cũng dám hơn một cây nữa. Ba năm vậy. Cúng cái bự à. Mình cúng mai thô xô hết luôn. Thì em cứ việc chụp hình đi coi đi, về anh em tính giá cả đâu đó đàng hoàng, anh em được thì tiến hành bấm. Dạ. An tâm, ví dụ bấm thì anh bấm đàng hoàng cho, ví dụ như cây này giờ muốn cắt làm sao rồi mấy cái bự anh cắt cho em vậy vậy vậy. Rồi lấy cục đất. Còn mấy nhỏ thì cày đất hết nha. Mấy nhỏ thì cày đất hết. Này bấn gom coi chơi vậy với ra rồi một xe qua lâm á, là nó nói chứ gom ra với ấy rồi kiếm tiền số mình xe phải tầm cũng tầm 18-19 quả. Này có cái dạng chân nó hơi sâu chút nè, vì nói người ta chứ để không ai biết được mấy cái cây này nó nào nghe cái nó hơi sâu. Ừ. Chứ không ai biết cây mai giờ nó vậy, cái nào lộ để nó có giao lại người ta dễ, thì những mua bán có dễ. Chứ để gì những bước của tôi mới làm đầu tiên ráng ra lỗ đã chứ. Mày tính đúng thôi, hai công nghệ mình chỉ nhau. Đó, rồi giờ tôi lấy hai cỡ đi. Cái cỡ từ cái cỡ ấy nhích lên, còn cỡ này ta xuống giá tiền khác, còn cỡ nhiều như là bảo là khác. Cho nó hoành hả, mình biết không? Rất dễ rồi, giờ lấy cái chọn nó loại nhỏ nhất, nó nhỏ nhất nữa mình lựa ra, bứng lên lựa cái dễ ủi vậy, nó lựa hứa chắc mà không có chính chính xác luôn, chứ không phải lựa mà ra mà thấy đâu. Không cần tứ quý nhiều không? Không cần tứ quý, này tứ quý. Nếu tử quý lấy thì lấy, không lấy thì tại tôi. Tử quý thì mấy gốc nhỏ vậy mình cũng lấy mình bỏ lại. Còn lấy ra nữa, gốc bự bự mình coi đâu bự bự mình lấy. Như cỡ này cho tử quý cỡ này lấy nó cũng được. Lấy gốc đó. Mai vàng thì cỡ này mình khỏi nói rồi, lúc đó mình khỏi, mình phải tính là tính cái số lượng nhỏ đúng không? Ừ. Cái số nhỏ mình lấy thôi, rồi mỗi số bự khỏi, mỗi số bự khỏi. Vụ này nhiều bệnh thầy cỡ mấy đó đi. Đo lấy bằng cái đó đỡ đó rồi cái số lượng nhỏ, tính nhỏ nhất ba quanh bằng nhau với anh lần đầu rồi tôi biết rồi thấy rồi chứ không mấy cây này nếu mà trường hợp mấy mình cũng vớt nhánh thôi đây, vớt lấy vậy đó. Rồi ví dụ lên đây nãy cắt ngang, túm mà như mấy cây tổng cộng thì túm cục đất vừa vừa thấy gọn, đừng cho giật rễ không. Rồi đó rồi ưu tiên lấy vậy chứ hồi nào giờ chú bứng cày đất sạch, bự chẳng giờ vậy cũng cày đất bỏ trơn luôn, bứng cho tụi nó cây bành bành vậy là cũng cày đất hết, không có để nó giữ cục đất nữa, diễn gì nổi. Này tôi quý. Quý quý phải cống từ với lớn thì tao lên mới được, nó nhỏ hơn là phải được thôi.
giờ phải vô vườn này nè, mua mới rẻ được. Đốt bự tính khác, đốt nhỏ tính khác. Nó không nói thiệt từng nghề hay là nói thiệt trong vườn này, anh bứng ví dụ anh mua xô, anh bứng cái anh phân ra anh bán lại cho cưng. Thì ví dụ như cái số lượng nhỏ đó anh mua bằng cái giá của trong vườn, lời lời bằng cái bự dạt cây gạt dạt vậy thôi chứ nói thiệt luôn đó. Mấy tới quý đang hàng này bứng được hết này. Mấy cây này thì nhỏ hơi nhỏ, mình ví dụ cây hai cây thì mình dễ châm chế được. Chứ còn thí dụ như giờ trong cái hàng tứ quý mà nó 10 cây, trong đó có 4 cây, 5 cây nhỏ thì ai mua? Đừng làm sao? Ví dụ vậy anh nói đúng không? Nó phải cho đều đặn là. Còn gốc mai vàng thí dụ nó nhỏ hơn chút thôi. Chết rồi. Thôi mất cây này vậy chứ nở đó. Được thì chúng ta anh bấm 5 tỷ vô cái nào rồi giao chủ vườn á, ra gốc vườn quả tôi cũng cắt gốc vườn rồi nó chửi hai mét kiên gốc nữa. Bốn gốc rồi à. Ngày thường thường cứng lấy chiều cao quá tỉnh bao nhiêu? Cắt cái này không? Dạ. Cái đó được ha, vừa từ hao vừa. Sáu phát đó. Mẹ cây đó đứng chắc cái vườn chưa biết nha nè. Cây kia không nói cây kia đâu, mà cây này đứng chắc con vườn quá dễ dữ dằn cái vườn ổn. Cây sắt vườn nó bỏ lại. Không có. Cây đó cây này cây đó bốn vườn. Ở bên ngoài đó. Bên ngoài nè, nó cũng sắt con vườn nó chết. Chết gì chết dân bưng tiễn vậy nó rễ không dựng cày đó không xiết luôn á à. Nó sát này sao bưng chứ còn cây này dựng cho con không dám bưng luôn. Cây đó cây này vậy để cắp trong vườn hơn mét mấy, thường thường con vô vườn ta mua là phải cắp cho một hai thước còn mới dám bưng. Cây này bấn về cũng động, đừng bấn cái bầu ra bị lớn vậy phải không, nó động cái vừa ông cái thứ nhất nè, con nói vừa dựng nghe chứ không phải gì có cái mai không quan trọng, bấn cái mai đi rồi thì không quan trọng để lại cái hậu quả sao tôi dựng, không có vậy hết, ví dụ như đứt cái vừa đâu vậy,
Mấy không? Cây lớn mày bứng mày đem bầu luôn ha, mày khỏi đất lại. Mấy cây tổng tổng nó bứng lấy bầu còn cục mới lớn, còn kia toàn diện nó bỏ đất hết.